Máy bay A-10 Warthog có thể bắn 50 viên đạn trong chưa đầy 1 giây, nhưng lý do nó được thiết kế không giả vỏ đạn của những viên đạn đó không phải như một số người nghĩ. Lý do không giả vỏ đạn là để giúp giảm nguy cơ vỏ đạn can thiệp vào các bộ phận quan trọng của A-10 Warthog như động cơ hoặc các hệ thống máy bay khác. Và mặc dù điều đó có thể đúng, nhưng có một lý do thú vị hơn. Trọng lượng của vỏ đạn hoạt động như quả nặng cho trọng tâm của máy bay. Nếu vỏ đạn rỗng bị giã ra, nó sẽ tác động tiêu cực đến trọng tâm của A-10. Nhưng nếu chúng không bị giã ra thì chúng đi đâu? Vỏ đạn của những viên đạn đã bắn thực tế được đưa trở lại vào trống bay của súng và được thu thập trong vỏ của súng. Chỉ khi A-10 được nạp lại trên mặt đất, vỏ đạn đã qua sử dụng mới được dỡ bỏ, đồng thời với việc nạp đạn mới.